quy hoạch đất xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Vâng, trên kênh TikTok livestream có bạn tên là Crazy có hỏi tôi về quy hoạch xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, và hôm nay trong video này mình xin phép sẽ chia sẻ cho các bạn tất toàn bộ quy hoạch của xã Việt Thuận nhé. Xem từ nay đến năm 2030 sẽ có những điều gì mới, và thông qua các cái thông tin này thì chúng ta sẽ có được các cái kế hoạch đầu tư mua bán bất động sản ra vào cho hợp lý để giúp chúng ta có những lợi nhuận cao nhất, chủ động nhất về cái dòng tiền của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều, và chúng ta sẽ cùng nhau cảm ơn bạn Crazy và chúng ta sẽ cùng nhau đi về Việt Thuận nhé. Đây, và trước mặt chúng ta đang là quy hoạch đất tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây, và chúng ta sẽ cùng nhau zoom về khu vực Việt Thuận nhé. Việt Thuận nằm về phía nam của thành phố Thái Bình. Đây, và một xã khá là rộng lớn, nằm ở phía dưới của khu Vũ Phúc này, Trung An này. Và bên kia sẽ là Vũ Vinh, đây Việt Thuận đây. Đây, trước mặt chúng ta đây, toàn bộ đây chính là Việt Thuận của hiện tại. Đây chính là Việt Thuận của hiện tại. Và đây chúng ta sẽ nhìn đây là Việt Thuận của tương lai. Đây thì tôi thấy đây thì sẽ có khoảng 3 cái điều đáng chú ý tại Việt Thuận. Thứ nhất là sẽ có một con đường, đây chính là con đường vành đai thứ hai sau con đường vành đai phía nam ở khu vực Viện Nhi, thì đây sẽ có một con đường vành đai nhỏ tiếp theo, là con đường cũng vòng quanh thành phố Thái Bình. Và tiếp theo điều thứ hai là sẽ có một vài khu vực đất nhỏ từ đất ruộng chuyển thành đất ở, và thứ ba là sẽ có một khu vực đất nhỏ chuyển từ đất cây hàng năm sang thương mại dịch vụ đó. Chính là Việt Thuận nhá. Ok, và mình sẽ đi vào chi tiết con đường ở tại Việt Thuận này, nó đi qua khu vực nào nhá, con đường vành đai thứ hai. Và bạn Crazy, bạn xem nhà mình, nhà bạn ở khu vực nào nhá, khi mình soi đến thì bạn comment lại giúp mình nhá. Là bạn ơi, nhà mình ở gần khu, ví dụ đây là nhà mình ở gần chợ Mét, nhà mình ở gần Trung học Vũ Tiên hay Thuận An vân vân, để mình để soi kỹ vào chỗ vực đó. Đây. Chúng ta sẽ soi từ con đường phía trên này. Chúng ta sẽ nhìn con đường này đi từ Vũ Hội này. Nó chính là trục ngang của Vũ Hội nhá. Nó xuyên từ cây xăng Vũ Ninh, cái con đường màu vàng ở giữa màn hình này, đi từ bên trái phải sang xuống dưới bên trái. Nó đi từ đoạn cây xăng Vũ Ninh, à gần chợ Mét. Ok, Crazy sinh năm bao nhiêu nhỉ? Nó đi từ cây xăng Vũ Ninh xuyên qua Vũ Hội và xuyên sang bên phía bên này. Đấy, và xuyên sang một chút xíu đây. Chúng ta thấy con đường này nhá. Hotel Ban Mê này, Vũ Hội có khách sạn luôn. Đấy, và chúng ta thấy nó đi qua chỗ Hiếu Thiện này. Chợ Mét chút xíu mình sẽ soi vào chợ Mét. Và nó đi qua khu vực cánh đồng này. Tiếp tục nó đi sang xuống phía dưới đền thờ vua cha Ngọc Hoàng này. Đây là con đường vành đai thứ hai của thành phố Thái Bình nhé. Đây. Và nó sẽ xuyên sang Nguyên Xá và Trung An ở khu vực này. Đây là cái điều đầu tiên, con đường nhỏ nó có thể cắt qua phía bắc của Nguyên Xá nhé, của Việt Thuận nhé. Tiếp theo Việt Thuận, cái điều thứ hai, chỗ gần chợ Mét này. Đây, chợ Mét, để ý khu vực này đây, chợ Mét ơi. Đây nhà em gần khu vực này đúng không? Em để ý này, khu vực cả cánh đồng ở đối diện chợ Mét nhé, nó sẽ chuyển đổi thành đất ở. Crazy ơi. Ồ, em sinh năm 92, ok cảm ơn em. Sinh năm 92. Đây, nhìn thấy không? Cả khu vực cánh đồng này sẽ được chuyển đổi em nhé. Đây, khu vực chỗ trường trung học là đất màu đỏ đúng rồi. Có một góc nhỏ phía bên phía trên Casin Store. Đó vẫn còn giữ đất lúa nhá. Nhưng mà khu vực cánh đồng này, vuông này, chuyển đổi thành đất ở. Đấy, nếu mà có ruộng, có vườn đây, giữ nguyên cho anh. Giữ nguyên, đấy, ok. Tiếp theo, ở một khoanh nữa ở xã Việt Thuận nữa này. Đây, đối diện công ty May Ngọc Linh này. Đây, chỗ quán phía dưới của quán Cây Sấu. Quán Cây Sấu, đây chính là em biết ông Hưởng không? Hưởng với Hòe là hai người, Hưởng là em mình, Hòe là bạn mình. Đây là nhà đất Hưởng Hòe đây. Đây, khu vực dưới cánh đồng này nó cũng chuyển đổi được thành đất ở này, cả khu vực cánh đồng này. Không biết em có biết em biết là ok em, tuyệt vời quá. Đặt tên Facebook Hưởng Hội Bố, tên là Hội Bố mất rồi, nhiều khi mình cứ nói rất là ngại luôn, mình cứ nhầm tên nữa. Hưởng mới làm quả 17 media hay phết. Biết rõ là khác à, hay quá, hay quá. Toàn anh em cả đấy em ạ. Anh em toàn anh em cả hết đấy. Ok, còn một số khu vực đất ruộng nó chuyển đổi thành đất trồng cây lâu năm thì nó không đáng chú ý lắm tại Việt Thuận. Đây có một khu đất nhỏ được chuyển đổi thành đất ấy này. Đất công này. Xây dựng đất công nghiệp này. Chỗ đoạn South Spec Thái Bình này. Phạm Toàn xe điện này. Đấy, chuyên TV Hà Nội này. Đấy, khu vực này chuyển thành đất cụm công nghiệp nhỏ nhỏ đây. Đấy, Việt Thuận có gì khác không nào? Việt Thuận ở dưới này. Ngoài ra nó chuyển đổi từ đất ruộng, đất lúa lên đất đất ao. Cái này không đáng chú ý lắm. Có thể mình kéo sang bên này một chút xíu này. Phía bên này là chỗ cầu Ông Cân này. Sát với chỗ cầu Ông Cân nhá. Cầu Ông Cân này. Nó có đoạn khu đất nhỏ chuyển thành đất thương mại dịch vụ nhỏ nhỏ đây. Đấy là một số điều đáng chú ý tại xã Việt Thuận nhá. Đấy thì hy vọng là anh em Việt Thuận sẽ vô cùng là phát triển rực rỡ, bà con Việt Thuận sẽ luôn mạnh khỏe bình an.
Đấy, cảm ơn bạn Crazy rất là nhiều và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, đặc biệt trong năm mới sẽ luôn có nhiều cái điều mới, mẻ, hạnh phúc. Đấy, tuyệt vời. Biết cả hai Hưng luôn, hai ba dô. À, biết cả Hưng luôn à. Thế chú biết về bất động sản app hết chứ nhỉ? Hay quá. Cảm ơn nhá và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo trên kênh Trần Xuân Sơn. Xin chào.